Sau khoảng thời gian xem xét, đội bóng Ao Lính đã chọn Mỹ Đình làm sân nhà ở mùa giải 2024-2025. Quyết định trên của câu lạc bộ thể công Viettel được xem là hợp lý. Tại TP, Hà Nội, đây là sân bóng duy nhất đáp ứng được mọi yêu cầu từ AFC. Chuyển đến Mỹ Đình thi đấu, câu lạc bộ thể công Viettel sẽ tốn rất nhiều chi phí. Theo đó, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp có thu, được ngành thể thao giao nhiệm vụ như một doanh nghiệp, độc lập về tài chính. Để có tiền hoạt động, chi trả lương cho cán bộ công nhân viên, bảo dưỡng các công trình thuộc khu liên hợp, cũng như trả nợ thuế, khu liên hợp đưa ra các mức giá cho thuê sân, không dưới 700 đến 800 triệu đồng mỗi trận quốc tế. Còn với các trận đấu bóng đá trong nước thấp nhất rơi vào khoảng 150 đến 200 triệu đồng. Trong toàn mùa 2024-2025, câu lạc bộ thể công Viettel có thể thi đấu 17 trận sân nhà, 13 trận V-League và tối đa 4 trận cúp quốc gia. Như vậy, dự tính số tiền tối thiểu thuê sân mà câu lạc bộ thể công Viettel sẽ phải bỏ ra là cực khủng.